Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2. Tập 51. Chương 501, bà vô địch thiên hạ. Thiết Tâm Nguyên nghe A Nhị hào hứng trình bày kế hoạch mà bóp trán liên hồi. Nói thế ai mà tin chứ, bảo chúng ta đang gian khổ chiến đấu ra sao, bách tính khao khát một lòng hướng về cố quốc thế nào còn tạm được. Xem ra cuối cùng vẫn phải trông vào khả năng tùy cơ ứng biến của mình thôi, A Nhị dù sao cũng không hiểu nước Tống. Nhưng phải thừa nhận tư tưởng chủ đạo của A Nhị là hoàn toàn chính xác, Triệu Trinh chắc chắn không từ chối có cơ hội đem huyết mạch của mình truyền tới Vu Điền. Đối với đế vương mà nói, tranh giành đất đai tất nhiên quan trọng, giữ gìn huyết mạch còn quan trọng hơn. Nếu vương trong thiên hạ toàn là hậu đại của Triệu Tống, cho dù ai đoạt được thiên hạ thì bọn họ vẫn tế bái một tổ miếu. Như thế thiên hạ vẫn là thiên hạ của Triệu Tống. Nhìn một người mọc hai cái đầu ngồi dưới ngọn đèn tờ mờ tính kế người khác, nghĩ thôi đã thấy sởn gai ốc rồi, không biết vị sư phụ thần bí kia là người thế nào. Nhân tiện nói về vị sư phụ của A Nhị, theo như suy đoán của mẹ, mẹ cho rằng vị phụ đó chính là cha của A Đại, A Nhị. Chỉ có cha mẹ mới không chê tướng mạo của con mình, chỉ có cha mẹ mới ở lại nơi hoang dã dạy dỗ một đứa bé tướng mạo quái dị cho tới tận khi qua đời. Đây là cách giải thích đơn giản thô bạo, nhưng hợp tình hợp lý nhất, Thiết Tâm Nguyên không nghĩ tới, đơn giản vì y chưa từng làm cha. Không ai phản đối lời A Nhị hết, hội nghị kết thúc tốt đẹp, không biết là do kế hoạch của hắn có sức thuyết phục hay là hai cái đầu trên cổ khiến không ai dám ý kiến. Cũng có thể do âm thanh rộn ra ngoài kia dụ dỗ khiến người ta không có kiên nhẫn ngồi đây nghe thứ kế hoạch rất lắm chữ kia. Mai chính là giao thừa, trên thiên sơn tất nhiên không có ánh trăng, thế nhưng chẳng hề ảnh hưởng tới sự náo nhiệt ngoài kia. Hình như người toàn bộ sa mạc đều tới Thanh Hương Cốc rồi, đi vào thị tập, muốn xoay người một cái cũng khó. Từ khi mở cửa thành quan, người vào Thanh Hương thành không ngớt, nhiều nhất là đám thương cổ giàu chảy mỡ đang cắm trại tạm bợ ở Cáp Mật. Đương nhiên khai xuân mới là thời gian cao điểm của thương đạo, nhưng chính vì mùa đông tuyết lấp đường nên hàng hóa càng quý giá, lợi nhuận càng cao, vì thế vẫn có thương đội mạo hiểm. Thiếu nữ y tái đặc đã mệt tới ngất xỉu rồi, nhưng chỉ cần tỉnh lại, bọn họ vẫn không biết tiếc mạng sống hậu hạ đám người giàu có chỉ thích mỹ nữ kia. Ca hát được, nắm tay chân chút không sao, thậm chí đụng chạm không quá tổn hại cũng không thành vấn đề, nhưng muốn giao lưu thêm thì sẽ bị treo lên cây một đêm uống gió Tây Bắc. Giờ trên cây có hai tên phú thương béo như lợn bị treo lủng lẳng. Đến cuối ngày, nhiều người nhìn thấy thiếu nam thiếu nữ y tái đặc kéo lê những cái dương nặng nề về nhà, trong đó không chỉ toàn ngân tệ mà có cả kim tệ, còn tiền đồng thì thưa thớt vài cái. Cho dù số tiền này tám phần phải nộp cho đại tổng quản Thiết Nhị, chỉ được giữ hai thành cũng đủ cho bọn họ sống giàu có, ít nhất ở Thanh Hương Cốc là như thế. Đây là lần đầu tiên người y tái đặc bọn họ có tài phú của riêng mình, trước kia bọn họ là tài phú của người khác. Lúc này trong cốc ai cũng hạnh phúc. Nữu Nữu gối đầu lên đùi Vương Nhu Hoa, Thiết Tâm Nguyên gối đầu lên bụng Nữu Nữu, Hồ Ly gác cằm lên chân Thiết Tâm Nguyên mắt khép hờ. Không khí rất tốt, chỉ có điều Nữu Nữu cứ đẩy đầu ca ca ra, thấy ca ca gối đầu lên bụng mình rất thiệt thòi. Vương Nhu Hoa híp mắt cười nhìn hai huynh muội nô đùa, năm sau con cưới Uyển Nhi về thì cả nhà ta đoàn tụ rồi. Thiết Tâm Nguyên giàu dĩ, con đang đau đầu chết đây, chẳng biết biện pháp của nhị ca có hiệu quả không, Triệu Trinh nhìn thì nhu nhược. Nhưng trí tuệ rất cao, nhìn ông ta vài năm đổi một vị tể tướng thì biết, căn bản không có quyền thần xuất hiện. Ông ta bảo vệ Giang Sơn Triệu gia vững như thùng, sắt, kín tới kim đâm không vào. Uyển Nhi không muốn gả cho con thì tất nhiên là khó, nhưng nó một lòng hướng về con không thành vấn đề. Vương Nhu Hoa xách tai nhi tử lên thì thầm một hồi dài, mắt Thiết Tâm Nguyên càng lúc càng sáng, cuối cùng là kinh ngạc không khép miệng lại được. Nhà ai mà không có dự phòng, lão nương hay dở gì cũng là đại tiểu thư phủ quốc công. Cũng chẳng là nhìn xa trông rộng gì, chỉ là càng sống càng nhát gan, muốn để lại đường lui thôi. Cửa hiệu nhà ta càng lúc càng lớn, mẹ quá con côi, bao nhiêu kẻ nhăm nhe, vì thế bao phủ tôn tống vào nhà lao không dưới 10 người, ân tình này con phải nhớ. Trước kia mẹ không nói vì con ra tay quá độc, lần nào cũng lấy mạng người khác, vì chút tiền tài mà hại mạng người tổn âm đức. Con tới Đông Kinh đừng trêu chọc thị phi, ngoan ngoãn mang Uyển Nhi về cho mẹ, sớm ngày thành thân để mẹ bớt một phen tâm sự. Con nhìn quanh xem, từ trước còn tạm ra, có một nữ nhân đứng đắn nào không? Thiết Tâm Nguyên cười nịnh,
chẳng phải mẹ đã xử lý được Trác Mã rồi sao? Ai, nói tới là đau đầu, chiều nay mẹ vừa đánh nó một trận, bế con không biết bế, làm hai đứa bé đầu lộn xuống đất mà không hay biết, mẹ quát cho còn cười với mẹ, làm mẹ tức chết. Thiết Tâm Nguyên gật mạnh đầu, đánh, đáng đánh. Vương Nhu Hoa dùng hai tay nắm tay nhi tử xoay mặt về phía mình, giọng âm lãnh, mẹ ghét nhất thứ bạc tình bội nghĩa. Giờ con có quyền có thế rồi càng giữ thân, nếu để con yêu tinh Trạch Mã kia vào Thiết gia ta, mẹ đảm bảo nó không sống được quá một năm đâu. Thiết Tâm Nguyên gật đầu rối rít, mẹ chẳng những có uy nghiêm đương gia chủ mẫu nhà phú quý, còn có sự hung hãn của nông gia bà. Lại từng nữ vương trại chủ của mấy nghìn người, xét về nghề làm bà, mẹ mình chắc chắn là vô địch thiên hạ. Cho dù Triệu Uyển gả tới cũng không dễ sống đâu. Vương Nhu Hoa như đọc được ý nghĩ của nhi tử, đập bốp một cái, sẵn giọng, Uyển Nhi thì khác, nó là khuê nữ ngoan mẹ nhìn lớn lên từ nhỏ, con đón nó về đây, mẹ nuôi nó như con đẻ. Từ Hoàn Sơn tới Cáp Mật, không chỉ là vạn dặm bôn ba, mà còn thay đổi thời tiết mấy lần, hông Vương Nhu Hoa bị tổn thương không ngồi được lâu. Thấy mẹ nhíu mày, Thiết Tâm Nguyên lập tức lấy chăn dày trải ra cho mẹ nằm, mình hiếu thảo ngồi bóp lưng, nữu nữu còn nhỏ không biết. Còn tưởng là ca ca và mẹ đang chơi, cũng sán tới dùng nắm đấm nhỏ đám vai mẫu thân, tiếp đó là hồ ly cũng góp vui nhảy qua nhảy lại trên lưng. Vương Nhu Hoa khép mắt lại, nàng rất hưởng thụ khoảnh khắc này, vì thế bị khuê nữ đấm ê cả vai cũng kệ. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 502, cái Tết đầu tiên của Thanh Hương Cốc. Bùng, một quả pháo hoa bay lên giữa không trung rồi bùng nở thành đóa hoa cực lớn, soi sáng bầu trời. Thanh Hương Cốc huyên náo ngay lập tức trở nên yên tĩnh, ai nấy ngước đầu lên trời nhìn trời đêm, luyến tiếc hoa lửa tan biến. Bùng, bùng. Lại có hai tiếng nổ nữa, hai ánh sáng vọt lao vút lên không trung rồi nở xòe thành hai đóa hoa, một vàng một xanh, đẹp vô cùng. Vậy là còn một lúc nữa thôi là Tết sẽ tới, cái Tết đầu tiên của Thanh Hương Cốc. Thiết Tâm Nguyên ngây ra nhìn pháo hoa, lòng bồi hồi khó tả, cảm giác pháo hoa lúc này không chỉ là pháo hoa, là báo hiệu thiêng liêng. Xem tới đợi pháo hoa thứ ba, nắm tay nữu nữu, hai huynh muội cầm chén rượu quỳ xuống, hài nhi cung chúc mẫu thân thọ tỷ Nam Sơn, thanh xuân còn mãi. Vương Nhu Hoa nhận lấy chén rượu, uống hết rồi nói, thanh xuân như bông hoa lửa kia, bùng nở đẹp đẽ rồi biến mất. Mong con ta khi thanh xuân vẫn còn, tráng trí chưa hết, thi triển hùng tài, sáng tạo ra một mảnh đất lành ở Tây Vực. Thiết Tâm Nguyên cùng nữu nữu dập đầu, kính cẩn tuân lệnh mẹ. Lúc này ngoài cổng một đám đông láo nháo đi vào, có cả nam, cả nữ, đồng loạt quỳ xuống trước thềm nhà. Vương Nhu Hoa nhìn cả một đám đông quỳ trước mặt, mắt ươn ướt, xoa đầu Lý Xảo ở gần nhất, các con tuy không phải mẹ sinh ra, nhưng tình cảm mẹ con bao năm cũng không khác gì con đẻ, ta mong các con sống lâu trăm tuổi, hạnh phúc an khang, sống sao không uổng kiếp này. Lý Xảo tiếp lời, mẹ cứ yên tâm, bọn con nhất định hiệp trợ Nguyên Ca Nhi lập nên vĩ nghiệp muôn đời. Vương Nhu Hoa mắt ươn ướt gật đầu, đi tới xoa đầu A Đại, A Nhị, con là đứa thiệt thòi nhất, mong con sau này được sống thoải mái trước mặt mọi người, không cần trốn tránh nữa. A Đại, A Nhị khấu đầu, đa tạ mẫu thân. Vương Nhu Hoa quay sang nhìn sáu người thiết nhất, vẻ mặt chuyển sang uy nghi, chỉ cần mẹ con ta có miếng ăn, các ngươi không lo bị đói. Sáu người thiết nhất đứng thẳng, đồng loạt vỗ ngực. Mọi người đang nói chuyện thì Hỏa Nhi từ ngoài đi vào, toàn thân là mùi khói. Kem một cái ném ống sắt trong lòng xuống, than vãn với Thiết Tâm Nguyên, đồ đồng nát, bắn một quả pháo hoa thôi cũng nổ, nếu không chạy nhanh là ta thành lợn quay rồi. Lý Xảo nhặt ống sắt lên xem xét, rất nhanh đã chỉ ra vấn đề, tại làm không đủ chắc, chỗ nối cũng bị nhiệt độ cao làm chảy rồi. Hỏa Nhi khinh bỉ, lại còn lọt khí nữa, đáng lẽ phải bắn cao được 50 trượng, rốt cuộc được chừng 20 trượng đã nổ, nhìn mặt ta là biết nguy hiểm ra sao. Thiết Tâm Nguyên gãi đầu, y hứa với Triệu Uyển khi sinh nhật nàng sẽ biểu diễn pháo hoa cho nàng xem, tình hình có vẻ không khả quan, liệu có thể làm xong trước khi Uyển Nhi tới không? Hỏa Nhi chỉ cái mặt đen nhẻm của mình không ai quan tâm, há miệng một hồi bất lực chấp nhận. Giờ tên này đầu óc toàn là công chúa thôi, đâu còn huynh đệ, nể mặt công chúa, ta không chấp với ngươi. Thời gian ngươi đi đồng kình, à. Nói tới đó hắn đảo mặt một vòng đổi lời, à Xảo ca sẽ làm xong.
mọi người ra đó mà xem, đám dã nhân chưa bao giờ nhìn thấy pháo hoa. Lên cơn rồi, đang hò hét đòi bắn thêm, tác giả thượng sư còn hỏi ta có làm được pháo hoa Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi voi trắng không, bao nhiêu tiền cũng mua, thần kinh ai làm nổi thứ đó. Pháo hoa rất đắt, một quả tốn những một kim tệ, còn là loại kim tệ có hàm lượng vàng cao nhất. Keng, 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 tiếng chuông rộn rã liên hồi báo hiệu năm mới đã tới. Lập tức từ phía sân phơi vang lên tiếng đọc kinh trầm hùng, nghe nói đọc kinh xong bọn họ sẽ bố thí cháo, bên trong cháo có kim tệ và ngân tệ, ai may mắn sẽ được. Sủi cảo đón năm mới ở phủ thành chủ cũng được bê lên, nhân thịt dê, rất to, Thiết Tâm Nguyên ăn ba cái là no rồi. Nhìn bốn phía không thấy Cạc Cạc và Úy Chỉ Văn, hai cái đứa này mải mê tâm sự với Nhất Phiến Vân quá rồi. Cho hai bát sủi cảo lớn vào hộp cơm, Thiết Tâm Nguyên chuẩn bị đi thăm bọn chúng, Hồ Ly theo sau rời phủ thành chủ đã có quy mô sơ bộ. Hai bên đường không ít người nằm, kiểm tra thì đều là ma men, may mà mặc áo lông cừu rất dày, không lo nhiễm lạnh, chưa bao giờ bọn họ có ngày lễ tưng bừng như vậy, quá chén là bình thường. Vất vả cả năm rồi, đây là khoái lạc mà họ xứng đáng được hưởng. Trên tường thành có tiếng quân tốt hô lớn báo danh, Thiết Nhất đang tuần tra tên tường thành, sau khi chúc Tết Vương Nhu Hoa xong là hắn lập tức quay về với chức chánh tướng thủ thành của mình. Đi vào hang sói, đám vệ binh đang thập thò nhìn Thiết Nhị ở trong căn phòng nhỏ, Thiết Tâm Nguyên cũng tò mò ngó đầu nhìn. Thiết Nhị xưa nay sùng đạo lại đang rót rượu uống một mình, trước kia vì giáo quy nên hắn không bao giờ uống rượu, giờ có cái thú vui này đáng quý lắm. Hẳn là đi chơi chợ Tết với Thiết Tâm Nguyên bị đầu độc, đây là thứ đầu độc tốt cho hắn, nên đuổi đám vệ binh đi, nhẹ bước theo cầu thang xoắn ốc xuống tầng 2. Cáp Lợi Mãi của Bạch Mã tộc là thủ lĩnh mã tặc lớn nhất mà ta để lại ở phía Nam Thiên Sơn. Ụ, ụ, cho ta bát nước. Giọng khàn khàn của Nhất Phiến Vân vang vang trong nhà giam, nói xong cho ngươi nước, nhanh lên, lão tử còn về ăn sủi cảo nữa. Cạc Cạc làm bộ mặt hung dữ thúc giục, nghỉ một chút đi, cũng không cần vội nhất thời. Thiết Tâm Nguyên đi tới đưa hộp thức ăn cho Úy Chỉ Văn, mùi trong phòng giam vô cùng khó ngửi, khắp mặt đất toàn phân dê. Nhất Phiến Vân cũng ô uế vô cùng, thấy Cạc Cạc muốn đưa tay mở nắp hộp lấy bánh ăn, Thiết Tâm Nguyên đánh bạt tay nó, ra ngoài ăn, nhớ rửa tay. Cạc Cạc vội vàng chạy ngay, Thiết Tâm Nguyên dùng thìa gỗ múc nước cho Nhất Phiến Vân uống, sau đó ngồi dưới ánh đèn xem ghi chép của Úy Chỉ Văn, không thèm tra hỏi. Trong phòng giam chỉ có tiếng thở nặng nhọc của Nhất Phiến Vân, cùng giọt nước tí tách nhỏ xuống chòm râu, Nhất Phiến Vân phờ phạc ngẩng đầu lên, ngươi sẽ giết ta phải không? Ừm. Thiết Tâm Nguyên lơ đễnh thuận miệng đáp, ai ngờ đại đạo Nhất Phiến Vân hung danh bao trùm khắp sa mạc ba mươi mấy năm trời. Vậy mà không ngờ tới một ngày bị đám tiểu tử coi như trò đùa, làm lão ta cảm giác rất thất bại, ta đầu hàng, ta nhận thua. Không cần đâu. Lời cần nói ta đã nói hết, ta không còn uy hiếp nào nữa, nay ta chỉ là ông già ốm yếu, ngươi tha cho ta cũng đâu hại gì. Thiết Tâm Nguyên lắc đầu, người già mà đều như ông thì trên đời ai sống nổi nữa. À phải chưa nói, nhi tử ông cũng bị huynh đệ ta thiêu cháy thành cho rồi, không tới cứu ông được đâu. Nó. Nhất Phiến Vân nghẹo đầu sang bên, ánh mắt như cá chết, nước mắt trào ra, lão đã quá kiệt quệ để có phản ứng gì đó mạnh mẽ hơn rồi, tin dữ này càng như đòn cuối cùng đánh gục lão, ta muốn ăn thịt người. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 503, Mã Tặc Đồ. Thiết Tâm Nguyên lại thuận miệng đáp, tiếp tục lật xem lời khai, lão già này thực ra cũng ghê gớm lắm, nếu không phải nhất thời khinh địch, tình báo lỗi thời không chính xác nên dẫn 1.000 người đi đánh Thanh Hương Cốc thì tha hồ mệt với lão. Nếu chạm trán trên sa mạc, cứ cho rằng có thể đánh bại lão ta thì sẽ tổn thất lớn, còn chắc chắn không thể bắt được lão già xảo quyệt này. Thành quả hơn 30 năm của lão ta là những nhóm mã tặc lớn nhỏ trải khắp Tây Vực, lão ta thực sự có khả năng triệu tập một đại quân mã tặc lên tới hàng vạn người. Nếu không phải A-Tát-Lan tới cáp mật thì lão già này đã tìm y từ trước rồi, Thiết Tâm Nguyên không khỏi cảm thán câu tái ông thất mã, phúc họa khó lường. Nay là thời khắc trọng yếu thu hút thương cổ các nơi tới, không xử lý hết đám mã tặc này thì cáp mật sao có thể phát triển nhảy vọt được. Cho dù chúng không làm gì nổi Thanh Hương Cốc, nội chuyện quấy phá đủ làm người ta điên đầu. Chỉ là lão ta làm sao nhớ nổi những thứ này, theo như lời khai thì phân bố đám mã tặc đông tới khiết đan.
Nam tới Tây Hạ, Tây tới tận Đại Thực, hơn trăm nhóm mã tặc, không lý nào lão ta có thể nhớ được vị trí từng nhóm. Đừng nói đặc trưng khu vực, nhân số, chỉ riêng tên đầu lĩnh từng nhóm đã là vấn đề, Thiết Tâm Nguyên luôn tự hào về trí nhớ của mình. Vậy mà còn luôn cần văn thư của Ý Chí trước hỗ trợ mới nhớ được các thế lực quanh đây, y không tin Nhất Phiến Vân có năng lực nhìn qua là nhớ. Đứng dậy đi tới bên cạnh Nhất Phiến Vân, quan sát kỹ lão già bề ngoài trông đang thoi thóp này, Nhất Phiến Vân như có vẻ mệt mỏi quá độ, đầu cúi gục, mắt khép hờ. Thiết Tâm Nguyên chẳng thèm để ý lão ta ốm yếu hay khỏe mạnh, đầu óc suy nghĩ, danh sách đó là thứ thường dùng, Nhất Phiến Vân không thể để rời xa người. Cái loại lão tặc đã trải qua vô vàn tranh đấu, sinh tồn ở hoàn cảnh ác liệt, ắt bản tính đa nghi, ngay nhi tử cũng đề phòng vài phần mới đúng. Người đâu, kiểm tra lại vật phẩm tùy thân của lão, già này cho ta. Thiết Tâm Nguyên không cần quay đầu lại nhìn ra lệnh, chỉ cần y rời khỏi nhà là luôn có ít nhất 4 người trong đội thân vệ luân phiên theo bên cạnh. Một lúc sau có người vào báo đã nghiền nát mọi vật phẩm của Nhất Phiến Vân, ngay cả chuôi đao cũng đập ra xem, không có thu hoạch gì. Tin tưởng vào phán đoán của mình, y lùi ra khỏi phòng giam bẩn thỉu chật hẹp, phất tay, lột quần áo lão ta ra, kiểm tra toàn thân. Quả nhiên lão già như chó chết thình lình mở mắt giống lên, ta là kiêu hùng một phương, ngươi không được sỉ nhục ta như thế. Thiết Tâm Nguyên ngồi xuống, 10 ngón tay đan vào nhau, nhìn 4 thân vệ lột sạch quần áo của Nhất Phiến Vân. Đại đạo Nhất Phiến Vân chẳng phải là ác ma 3 đầu 6 tay như đồn đại, chỉ là ông già gầy trơ toàn thân chẳng chịt sẹo, sườn trái còn hõm vào rất sâu. Sỉ nhục một lão già không có sức kháng cự, ngươi hả hê lắm phải không? Nói đúng rồi, ông chỉ là lão mã tặc, chẳng phải anh hùng hào kiệt gì hết, ông chưa từng có thiện ý với nhân gian, nên thế giới không có thiện ý với ông. Một lúc sau Thiết Tâm Nguyên khoan khoái rời hang sói, thân vệ tìm ra một cuộn lụa mỏng được giấu trong vết thương cũ bên sườn của Nhất Phiến Vân. Sự xuất hiện của bức mã tặc đồ này thay đổi nhận thức của Thiết Tâm Nguyên về thế lực ở Tây Vực. Kế hoạch dự định của Thanh Hương Cốc phải hủy bỏ. Hiệu quả thẩm vấn của Cạc Cạc và Úy Trì Văn rất tốt, không cần đổi người, bọn chúng sẽ thẩm vấn thêm lần nữa, đảm bảo toàn bộ khẩu cung của Nhất Phiến Vân đều khớp. Bất kể thế nào, Thiết Tâm Nguyên phải diệt sự toàn bộ số mã tặc có khả năng uy hiếp tới mình trước khi đi. Ở giải thiên sơn bao la này, những sơn cốc kín đáo sâu trong núi như Thanh Hương Cốc không phải ít, bọn chúng mùa đông phân tán trốn trong đó, khai sơn mới kéo nhau đi họa hại Tây Vực. Mã tặc là cái nhọt độc của thương đạo, nhất là với các mật của chúng ta muốn kiến lập quốc gia thì điều quan trọng nhất là phải có sự ổn định và trật tự. Vì thế trong 10 ngày sắp tới, chúng phải cố hết khả năng tiêu diệt đạo phỉ bên cạnh, đây là ưu tiên hàng đầu, nhất là đạo phỉ ở Lang Sơn và Tây Hải gần chúng ta nhất. Hai nơi đó là yết hầu của thương đạo Nam Bắc, trừ bỏ bọn chúng, các mật mới phồn vinh được. Thiết Tâm Nguyên lại triệu tập hội nghị đưa mọi người xem mã tặc đồ cùng lời khai của Nhất Phiến Vân. Mạnh Nguyên Trực lần đầu tiên tham dự hội nghị, nói, bây giờ mọi chuyện chúng ta làm đều phục vụ cho thương cổ, còn nông nghiệp hình như bị ngươi bỏ quên rồi. Úy Chỉ Lôi tỏ thái độ, thủ lĩnh làm thế là đúng, ở Tây Vực này chỉ thương nhân mới thực sự biến một địa phương trở nên phồn vinh. Còn nông nghiệp ở đây không bằng chăn thả do khí hậu thất thường, hoa màu vất vả trồng cả năm mới thu hoạch được dễ dàng bị một thiên tai làm mất trắng. Chính vì quá nhiều nhân tố không xác định ảnh hưởng tới mùa màng và Tây Vực mới lựa chọn thương nghiệp và chăn thả thay nông nghiệp. Mạnh Nguyên Trực gật gù, hắn chẳng qua là nói theo lối tư duy ở Đại Tống, không có suy nghĩ gì sâu xa, ta đã từng đi qua Tây Hải, nơi đó rất nhiều khe, rãnh, hố, hang hốc, phóng mắt nhìn tới toàn cát bụi, không có tí màu xanh nào, địa hình phức tạp, không nên dùng đại quân, cho ta 300 thiết giáp kỵ, ta đi đạp bằng Tây Hải. Lý Sảo không chịu thua, ta cũng chỉ cần 300 quân, Lang Sơn giao cho ta. Hai người này bề ngoài hòa thuận, kỳ thực vẫn âm thầm cành cựa nhau, chỉ cần không để mâu thuẫn cá nhân ảnh hưởng tới việc chung. Thiết Tâm Nguyên ủng hộ sự cạnh tranh lành mạnh có lợi cho Thanh Hương Cốc này, tốc chiến tốc thắng đặt lên đầu. Hai người nên xem kỹ bản đồ Nhất Phiến Vân cung cấp và lời khai của nô lệ tránh sai sót. Ngày 18 tháng giêng ta sẽ rời Thanh Hương Cốc, trạch mã thì lên đường đầu tháng 2. Muộn nhất là tháng 8 ta sẽ về, chủ sự trong thành giao thiết. Nhất, quản lý các mật giao cho đại ca, nhị ca. Đại Tuyết Sơn giao thiết tứ, mong mọi người hết lòng hiệp trợ. Còn ai hỏi gì thì nhanh lên, không còn thì đi làm việc đi, ta còn ngủ một giấc.
bạn đang nghe truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 504: Bí mật ẩn dưới cát. Lý Sảo coi như không nghe thấy câu nói vô trách nhiệm của Thiết Tâm Nguyên, chắp tay một cái đi luôn. Mạnh Nguyên Trực lắc đầu liên hồi. Trạch Mã cười khúc khích, nữ nhân này ở ngoài rất tùy tiện, nhưng một khi tham gia hội nghị thì tỏ rất nghiêm túc. Mọi người lần lượt rời đi, Úy Chỉ Lôi lề mề cuối cùng, nhỏ giọng nói, thủ lĩnh, lần sau nói chuyện nên chú ý một chút, thế này giống chơi đùa quá. Thiết Tâm Nguyên cười ha hả, Úy Chỉ tiên sinh, hãy coi đại nghiệp chúng ta theo đuổi như trò chơi, sẽ thú vị hơn nhiều, khả năng thành công cũng cao hơn. Úy Chỉ Lôi thở dài chắp tay rời đi, ông ta nhận ra Thiết Tâm Nguyên bất kể dã tâm, trí tuệ hay tài hoa đều hàng đầu. Chỉ là tâm tính hơi tự do một chút, thực sự không phải nhân tuyển làm đế vương, dù sao nhân vô thập toàn, vậy là tốt lắm rồi. Về tới phòng, Thiết Tâm Nguyên ngáp chảy nước mắt, y suốt cả đêm xem lời khai của Nhất Phiến Vân. Đối chiếu bản đồ và hồ sơ của Úy Chỉ trước, xác định từng chi tiết nhỏ, đó là chuyện cực kỳ hao tổn tâm trí. Nhưng mà cũng rất đáng công, nhớ lại lúc tìm ra mảnh lụa giấu trong vết thương, mặt Nhất Phiến Vân xám ngoét, đó là sự tuyệt vọng, sự sụp đổ hoàn toàn, sau khi ăn no xong, cơ bản hỏi gì đáp nấy rồi. Đôi mắt lão ta đã không còn bất kỳ sức sống nào nữa, chỉ còn sự tĩnh mịch chết chóc. Đại đạo Nhất Phiến Vân tung hoành sa mạc gieo rắc khiếp đảm mấy chục năm, cơ bản đã chết, giờ là tới đám mã tặc con. Tây Hải, còn có tên là Biển Ma Quỷ, chu vi không tới 800 dặm, nơi hẹp nhất cách nhau chỉ tới 40 dặm, mảnh đất này, ngăn cách Kỳ Liên Sơn và Thiên Sơn, là lá chắn thiên nhiên ngăn cản con đường từ lũng vào Tây Vực. Gọi là biển, nơi này lại chẳng có một giọt nước, nhưng có thể nhặt vô số vỏ sò ở nơi địa thế thấp. Đúng vậy, nó vốn là biển, nhưng không còn nước nữa, nó là mảnh đất bị đại tự nhiên làm thương tổn nặng nề. Nhìn từ xa giống như một vùng bình nguyên, tới gần mới phát hiện ra mặt đất chằng chịt rãnh sâu do lũ mùa hè gây ra, cùng tảng đá lởm chớm khắp nơi, như một mê cung. Thời Đường, Hầu Quân Tập dẫn quân chinh phạt Cao Xương đi qua nơi này, Trình Giảo Kim là hậu quân bị lạc đường, tiếp ứng không đúng hạn mà biếm quan. Cũng ở nơi đây Hầu Quân Tập gây ra vụ đồ sát kinh người, trong một đêm chôn sống 6 vạn tù binh, khiến cho truyền thuyết dạ quỷ giết người lưu truyền tới tận ngày nay. Giờ là mùa đông, cho dù gai lạc đà có sức chịu đựng tốt nhất cũng tránh nơi này, đi chỗ khác bám rễ, phong cổn thảo sức sống ngoan cường nhất cũng chẳng lăn tới nơi này. Nơi này chỉ có gió lạnh thấu xương. Hãn huyết mã của Mạnh Nguyên Trực dừng bên một rảnh sâu, bực bội đá đất vàng, miệng bọc khăn vải làm nó không thoải mái. Mạnh Nguyên Trực cởi khăn che mặt, quay đầu nói với người còn kín mít hơn mình, nói thật đấy, ngươi theo tới đây làm cái gì? Giọng Thiết Tâm Nguyên ồm ồm truyền ra sau lớp khăn dày, linh cảm của ta không tốt, Nhất Phiến Vân vẫn có gì đó khiến ta không yên lòng. Mạnh Nguyên Trực nhìn đất vàng bị gió thổi cuốn lên, không ổn ở chỗ nào, nơi này ngoại trừ thời tiết khắc nghiệt ra thì chẳng có gì không ổn. Thiết Tâm Nguyên lắc đầu, không biết, không nói ra được, chỉ thấy toàn thân không thoải mái, lưng ngứa ngứa, giống như có cái gai ở phía sau, không thò tay lấy ra được, khó chịu lắm. Mạnh Nguyên Trực nhíu mày, cẩn thận phái người đi dò đường, thám báo đã đi lùng sục 2 dặm phía trước, phát tín hiệu bình an. Mạnh Nguyên Trực quyết định không đợi thêm nữa, nơi này thời tiết khắc nghiệt không thích hợp tác chiến lâu dài, cần đánh nhanh thắng nhanh, nhảy xuống ngựa, chuẩn bị đi bộ, dặn, ngươi ở lại trên này, nếu quả thực có gì không ổn, ta sẽ chạy ngay. Thiết Tâm Nguyên tiếp lời, thế mới đúng, chạy ngay lập tức, ngươi là thủ lĩnh, nếu có vấn đề gì là hỏng hết, có điều nhớ mang bảo mã của ta theo. Mạnh Nguyên Trực nói xong dẫn 300 võ sĩ nhảy xuống rãnh, Thiết Tâm Nguyên lần này dẫn theo 50 thân vệ giúp họ cảnh giới. Cái chốn tựa mê cung này có vẻ nếu ẩn nấp thì không ai tìm được, kỳ thực không khó đến thế, con người thì phải ở chỗ gần nguồn nước, mà gần nguồn nước thì sẽ có cây cỏ. Gió ngừng thổi, cát bụi trên không rơi xuống ào ào, chẳng mấy chốc đám người Thiết Tâm Nguyên thành người đất, võ sĩ bên cạnh lấy túi ra cho chiến mã uống nước. Người duy nhất không bị bụi đất ảnh hưởng là Thiết Lục, hắn quỳ một chân trên mặt đất, cẩn thận nhìn vào trong rãnh sâu. Vì bụi mù nên tầm nhìn không xa, Thiết Tâm Nguyên lần nữa nhổ cát trong miệng ra, ánh mắt càng trở nên nghi hoặc. Nhất Phiến Vân vì sao bố trí đám mã tặc tinh nhuệ ở đây, với tính kỷ luật của mã tặc, bọn chúng lại không bỏ nơi hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt này, thực sự làm người ta khó tin. Trừ phi nơi này có thứ gì đó trói chặt chân đám mã tặc, chỉ có thể mới giải thích thông được,
nhưng cái gì hấp dẫn chúng? Hoàng kim hay bảo thạch? Không thể nào, những thứ này ở Tây Vực không có giá trị đến thế, nơi này thiểu vĩnh viễn là vật tư, còn mấy cục đá lóng lánh thì không thiếu. Thiết Tâm Nguyên không biết, ở Tây Vực, nhân loại có một công trình vĩ đại sánh với Vạn Lý Trường Thành, chính là Khảm Nhi Tỉnh. Tây Hải nằm ở dải trầm tích đá vôi, cát bụi từ sa mạc thổi tới do bị dãy Kỳ Liên Sơn ngăn cản, rơi xuống bình nguyên Tây Hải, hình thành địa hình đặc biệt của nơi này. Ngay dưới chân y có một cái Khảm Nhi Tỉnh cao lớn đủ cho xe ngựa đi qua. Bắt nguồn từ suối Vũ Long Sơn chảy ở dưới chiếc Khảm Nhi Tỉnh này, nước trong vắt, không có lấy một hạt bụi, sau đó rời Khảm Nhi Tỉnh, hội tụ vào trong sơn cốc, tụ lại thành hồ nước rộng. Đó là một sơn cốc vô cùng lớn, cho dù là mùa đông, thông vẫn xanh thích mắt, không giống thông ở Thiên Sơn, sớm đã khô đen rồi. Trong sơn cốc đất đai bằng phẳng, dã thu hoạch vào mùa thu vẫn còn hoàn chỉnh trên mặt đất, vách núi đá cao lớn vô số sơn động, người ra người vào. Phụ nhân đội những bình nước lớn đi trên thềm đá thẳng đứng, trẻ nho nô đùa đuổi nhau, mấy lão nhân ngồi tụ tập bên đống lửa lớn tán gẫu. Cảnh tượng có vẻ rất yên bình. Giải thích Khảm Nhi Tỉnh có thể gọi là kênh giếng, thực sự khó miêu tả hết sự thần kỳ của nó. Thời cực thịnh được cho là dài tới 5.000 km, đó là kênh nước ngầm chạy dưới nước, nhiều nhất ở Cáp Mật. Hết giải thích. Nếu không có một số nam tử quần áo rách nát đang nỗ lực đục hang động dưới đòn roi của mã tặc mặc áo da. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 505, Người chết sống lại. Phía dưới cùng vách đá có một cửa động lớn, ánh mặt trời chiếu vào cái giường trên sơn động, nam tử toàn thân quấn vải trắng oằn mình lăn lộn, thi thoảng đau đớn gầm gừ, lời ô uế phun ra không ngớt. Hai tráng hán mặc áo da gấu nhíu mày, không phải vì những lời chửi bới kia, nhưng ánh mắt đầy vẻ mất kiên nhẫn. Tái Nghĩa Đức, Ất Mã, ta biết các ngươi ghét ta, nhưng dù thế nào ta vẫn là con của cha ta, là chủ nhân thực sự ở nơi này. Vượt qua cơn đau kinh khủng, nam tử trên giường tựa hồ tỉnh táo được một chút, cuối cùng nói ra được những lời có nghĩa. Ất Mã không phản đối lời ấy mà quan tâm tới vấn đề khác. Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ, ngươi bảo vương đã chiến tử, có bằng chứng không? Cha ta mang theo 1.000 người biến mất tăm tích, tiếp ngay đó sơn cốc ta cắm trại bị tấn công, ta thiếu chút nữa bị một tên xạ điêu thủ dùng cung bắn chết. Còn chưa kịp chỉnh quân thì cả sơn cốc đã biến thành biển lửa, nếu như không phải ta rạch bụng lạc đà trốn vào trong thì cháy thành cho rồi. Hồ Lỗ Nỗ Nhi vẫn quằn quại trong đau đớn, dù trống trong bụng lạc đà, nhưng hắn vẫn không khác gì bị luộc chín. Nếu không phải lửa làm tan suối đóng băng trong sơn cốc thì hắn chết rồi, tên khốn hách lạp mạn đó, ta không tha cho hắn. Tài Nghĩa Đức lắc đầu, chưa bao giờ nghe nói tới xạ điêu thủ tên Lạp Hách Mạn, sao ngươi biết? Thủ lĩnh của hắn là ai? Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ ném nửa mũi tên cho Tài Nghĩa Đức, tên hắn trên mũi tên. Ất Mã vươn tay bắt lấy, điêu linh tiễn hiếm có, mũi tên thẳng thế này trăm cái chỉ có một, xem ra đúng là vũ tiễn của xạ điêu thủ. Chỉ là không có xạ điêu thủ nào tên Lạp Hách Mạn hết. Tài Nghĩa Đức lại hỏi, theo lời ngươi vương dẫn Hồng Ma và Thanh Lang đi đánh một cái sơn trại. Sau đó chiến tử là chuyện không thể nào, Hồng Ma chuyên công thành, vương còn có sơn tiêu nữa, làm gì có trại nào ở Thiên Sơn chịu được. Đến ngươi còn chạy về được, không lý nào vương không chạy thoát, đợi thêm một thời gian, vương sẽ về. Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ cười vô cùng khó nghe, Tài Nghĩa Đức, ngươi nói thế chẳng qua muốn giữ chớ mạt thành làm của mình chứ gì. Đừng quên tòa thành này do cha ta hy sinh 10.000 nô lệ làm ra, ta là người kế thừa chân chính. Tài Nghĩa Đức mặt âm trầm, kín đáo đánh mắt với Ất Mã, không ai dám phản bội vương, ta từng thề vì vương bảo vệ chớ mạt thành, ta chỉ tuân theo lời thề mà thôi. Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ lại cười lớn, đưa tay giật mép giường, Tái Nghĩa Đức và Ất Mã thấy dưới chân hẫng đi, hét lớn rơi xuống một cái động đen xì. Thở hồng hộc như cá chết, vừa rồi chỉ một động tác nhỏ khiến mồ hôi thấm ướt vải, khiến hắn rát vô cùng, lại lần nữa thống khổ gào thét. Đến chập tối bụi đất trong không khí gần như đã lắng xuống, trời trong hơn nhiều, nhưng mùi đất rất nồng. Mạnh Nguyên Trực dẫn đám thuộc hạ mệt mỏi trở về. Họ tìm kiếm uổng công vô ích, cởi mũ trụ ném ở bên cạnh, uống liền một hơi hết nửa túi nước. Mạnh Nguyên Trực thở hắt ra, chưa bao giờ thấy nơi quỷ quái như thế này. Một cái khe núi biến thành hai, rồi bốn, tám. Cuối cùng chẳng biết hướng nào và hướng nào nữa. Đầu tiên bọn ta còn chia quân ra,
đi được 10 dặm nhìn thấy bên cạnh còn 20 người, còn đánh đấm gì nữa, nên đành trở về. Có tìm thấy nguồn nước không? Thiết Tâm Nguyên phần nào lường trước điều này, không, ta vừa rút lui vừa thu binh, các nhánh khác cũng không thấy nguồn nước, Nguyên ca nhì. Trong mã tặc đồ đó ghi 5.000 người sống ở đây, ta thấy không thể nào đâu, vài người may ra còn kiếm được ít nước gì đó, 100 người là không thể. Mạnh Nguyên Trực nghi ngờ, Thiết Tâm Nguyên lắc đầu, khả năng sai lầm là thấp, Nhất Phiến Vân cất nó rất kỹ. Dùng sáp bôi qua, bên trên có lớp da dê mỏng, thời gian chế tác đã rất lâu, thứ bảo vật như vậy, không làm ra để chơi được. Thế thì chịu rồi, 300 người mà muốn tìm hết khu cực này phải mất 2 tháng, chúng ta không có đủ thời gian cũng như tiếp tế. Mạnh Nguyên Trực ngồi bệt xuống, thấy đây căn bản là nhiệm vụ bất khả thi, chúng ta có mười mấy con linh dương làm quân lương. Cả ngày hôm nay ta không cho chúng uống nước rồi, mai chúng sẽ rất khát, đây là linh dương hoang, bản năng sinh tồn cực lớn, chỉ cần gần đây có nước, thế nào chúng cũng tìm ra. Mạnh Nguyên Trực há hốc mồm, vậy ta vất vả cả ngày làm gì? Ta là thủ lĩnh, chỉ đưa ra sách lược, nghĩ cách chấp hành là chuyện của các ngươi, giờ làm không xong còn dám chất vấn ngược lại ta. Thiết Tâm Nguyên hừ một tiếng, ta đang lo đây, địa hình nơi này hiểm ác hơn dự liệu, 300 người phải làm sao ứng phó. Mạnh Nguyên Trực đáp ngay, tất nhiên là đánh du kích, ta có hơn 200 người mang cung nỏ, lại đều hai ngựa, có thể chơi với bọn chúng. Nếu người ta rút về thì sao? Vậy phải xem địa hình thế nào rồi, mới quyết định được. Nếu chúng ở nơi giống Đại Tuyết Sơn thì đơn giản rồi, tóm lại chuyện tác chiến giao cho lão tử. Đêm ở Tây Hải còn lạnh hơn trong sa mạc, cho dù là võ sĩ cường tráng nhất cũng phải quấn mình kín mít, còn người yếu hơn chui vào lòng những con linh dương kêu be be vì khát lấy hơi ấm. Chiến mã đều được quấn da thú ở bụng, tụ tập lại một chỗ chống lại gió lạnh. Nhìn thấy tộc trưởng ngồi trong động đất ấm áp nhàn nhã xem sách uống rượu, thi thoảng thò tay ra lấy sâu thịt nướng gần đống lửa, tên nào tên nấy vỗ đầu choàng tỉnh, đua nhau đào hang. Nơi này toàn là đất vàng mềm, đào một hang cho hai người chỉ tốn một tuần hương thôi, thuộc hạ của huynh toàn lũ ngốc. Thiết Tâm Nguyên nhổ xương dê đi nói, Mạnh Nguyên Trực nhìn đám ngốc bận rộn đào hang, bực lắm, hôm nay mất mặt mấy lần rồi. Nếu hôm nay ta dẫn Hỏa Nhi theo, hắn sẽ nói cho quân tốt phải chống lạnh thế nào chứ không như ngươi, lặng lẽ làm xong ngồi nhìn người khác chê cười. Thiết Tâm Nguyên húp một ngụm canh thịt nóng, phả ra làn hơi khoan khoái, ở vị trí nào lo phận sự đó. Chuyện ta phải làm ta không chối từ, chuyện không phải của ta, nếu ta làm là đoạt quyền của lão ca ngươi. Mạnh Nguyên Trực lầu bầu, nói thế nào thì cũng là ngươi đúng, nên ta mới là thủ lĩnh. Mạnh Nguyên Trực hậm hực đứng lên bỏ đi, hắn cần tuần thị, đồng thời còn đứng gác ca đầu, đó là phong cách trị quân của hắn. Chọc được bộ hạ tức giận, Thiết Tâm Nguyên cười ha hả, kéo chăn đắp lên người rồi đi ngủ. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 506, phát hiện của Linh Dương. Trong chớ mà thành cách đó không xa, Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ nằm úp trên giường, gân xanh nổi khắp toàn thân như run. Mồ hôi từ trán nhỏ xuống ròng ròng, hai thị nữ run run dùng nước ấm thấm lên vải, sau đó cẩn thận tháo ra từng chút một. Quá trình này không khác gì lột da, nơi tháo vải ra, cơ thịt không da đều đang run rẩy. Chỉ vẻn vẹn vải trên người khiến Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ như qua hỏa ngục một lần, mà chân tay còn nhiều vải hơn, rõ ràng khốc hình sắp tới còn dài. Vô số mã tặc đứng ngoài sơn động chờ đợi, vì Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ nói, Tái Nghĩa Đức và Ất Mã vì vô lễ đã bị hắn giết, đêm nay sẽ chọn ra hai thủ lĩnh mới. Những kẻ tự nhận mình có năng lực làm thủ lĩnh đều tụ tập trước cửa, trước đó bọn chúng đã giết toàn bộ tâm phúc và người nhà của Tái Nghĩa Đức và Ất Mã. Mất rất lâu hai thị nữ mới tháo hết vải trên người Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ ra, dùng hai cái lông gà, chấm dầu hoan cẩn thận quệt lên người hắn, đây thứ thuốc mỡ trị bỏng cực tốt ở thảo nguyên sa mạc. Làm xong tất cả lại dùng vải sạch quấn người Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ. Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ không kêu gào nữa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc hỏi, có chỗ nào bị thối không? Thị nữ do dự nói, có hai vết cháy ở chân đã thối. Đôi chân đó đưa ta đi mấy trăm dặm đường, không thối mới lạ. Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ gật đầu, ôn như vuốt ve gò má hai thị nữ, vất vả cho các ngươi rồi, chỉ là thương thế của ta không thể để người ngoài biết. Hai thị nữ chưa kịp phản ứng đã bị hai bàn tay lớn bóp gãy cổ, đầu oặt sang bên. Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ lại kéo cơ quan bên mép giường, sàn nhà lần nửa tách ra,
trong hố đen tựa hồ còn có tiếng người rên rỉ. Hắn chẳng bận tâm, đạp hai thi nữ xuống hố, sau đó mặt lạnh tanh đóng cơ quan lại. Trong phòng cực kỳ yên tĩnh, mùi thơm trên người thị nữ vẫn còn lưu lại không khí, người thì đã xuống địa ngục. Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ mặc bộ trường bào hoàng kim, tay cầm loan đao, mở cửa nhìn đám mã tặc đông nghìn nghịt, giống lên, cha ta đã chết rồi, các ngươi nói phải làm sao đây? Đám mã tặc tức thì im thít, may cũng có tên nhanh trí hét lên, báo thù cho lão thủ lĩnh. Đám mã tặc khác choàng tỉnh, thế là tiếng la hét báo thù vang vọng sơn cốc. Trời đã sáng, bốn bề im phăng phắc, chẳng có tiếng chim kêu, chẳng có tiếng người huyên náo bắt đầu ngày mới, nhưng sáng thật rồi. Thiết Tâm Nguyên từ trong động đất chui ra một cái liền dùng mình, cái động đất tuy đơn giản nhưng ấm áp hơn cả trăm lần. Nhìn bãi nước đái nhanh chóng đóng băng, Thiết Tâm Nguyên chỉ muốn tiếp tục chui vào động đất ngủ tiếp. Nhưng muốn là một chuyện, việc phải làm là chuyện khác, đành thở ra một hơi xương trắng dài, bắt đầu nhiệm vụ hôm nay. Mạnh Nguyên Trực như vừa từ lồng hấp ra, toàn thân sương mù nghi ngút, mồ hôi như hạt đậu còn treo liền thành chuỗi dưới chòm râu, nhìn hắn làm Thiết Tâm Nguyên thấy run người. Thời tiết này nếu không giãn gân cốt, rất dễ bị thương, ta gọi ba lần mà ngươi không dậy. Mạnh Nguyên Trực vào động đất thay quần áo khô, vừa thắt đai lưng và trách móc Thiết Tâm Nguyên lười biếng, bản thân ra sao ta tự biết, không cần huynh nhắc nhở. Thiết Tâm Nguyên xưa nay không thích người khác chỉ trích mình, dù là ý tốt cũng thế, y cố chấp giữ một đống thói xấu của bản thân. Tự biện hộ thế giới phải có người này người kia mới đặc sắc sinh động, nếu như cái khuôn đúc ra còn hay gì nữa. Hôm nay nếu không tìm thấy mã tặc thì chúng ta về tính cách khác thôi, thời tiết này không thể tác chiến bên ngoài quá lâu, nếu không sẽ ngã bệnh. Mạnh Nguyên Trực kiến nghị, Thiết Tâm Nguyên gật đầu, đằng nào đám mã tặc này cũng tới tận nhà tìm thôi, chuyến đi này không thể coi là lãng phí, không đi sao biết địa hình thời tiết nơi này khắc nghiệt như thế. Mọi người ăn qua loa lương khô, việc ăn uống cũng rất mất thời gian, phải ngậm trong miệng một lúc mới nhai nuốt được, ở chỗ không tìm ra gỗ này, đốt lửa cũng là xa xỉ, chỉ đêm tối mới dùng. Đã hai ngày không được uống nước, đàn linh dương kêu be be luôn mồm, móng liên tục đào đất vàng dưới chân. Hiện linh dương đã thành nguồn lương thực chủ yếu ở Thanh Hương Cốc, một con trưởng thành nặng 140 cân, thịt ngọt mềm, không có vị gây, là thứ thịt cừu dê, duy nhất ở Tây Vực mà Vương Nhu Hoa ăn được. Thứ này lớn nhanh, cho ăn ít cỏ là béo tốt, những con bắt năm ngoái giờ đã đẻ một lứa. Đám trẻ con chăn linh dương luôn kiếm một con vừa kích cỡ với mình làm thú cưỡi, bọn chúng phóng mình trên trảng cỏ như bay, không gì cản nổi. Linh dương được xưng là tinh linh sa mạc, bất kể là trời nóng nướng cháy da thịt hay gió lạnh đông cứng người thì với bọn chúng đều không thành vấn đề. Chỉ cần đi theo đàn linh dương là ngươi sẽ sống. Đó là câu tục ngữ vô cùng nổi tiếng ở Tây Vực, vì chỉ linh dương mới biết nơi nào vào lúc nào có nước, hoặc tìm được những ốc đảo bí ẩn nhất. Lữ hành lạc lối trong sa mạc chỉ cần nhìn thấy linh dương là nhìn thấy hy vọng. Ăn sáng xong, Mạnh Nguyên Trực dẫn đàn linh dương khát khô cổ rời đồi đất, đi chưa tới nửa dặm thì một con như phát điên dùng sừng húc đống đất bên cạnh. Thiết Tâm Nguyên ra hiệu, toàn bộ võ sĩ buông tay cho linh dương tự do hành động. Mới đầu một con, rồi hai con, ba con, đến khi toàn bộ nóng ruột lấy sừng hung dữ tấn công đồi đất, kêu be be loạn xị. Không cần nhiều lời, quân sĩ dùng sẻng xúc đất, chẳng bao lâu đào ra được cái hố lớn, con linh dương hung dữ nhất nhảy lên thật cao rồi húc mạnh đầu xuống, chỉ nghe ủnh một cái, con linh dương biến mất. Trước mặt mọi người xuất hiện một cái hang đen sì, bên dưới có tiếng nước chảy róc rách và tiếng kêu khoan khoái của con linh dương, những con khác liên tục học theo, thế là cái động càng lớn. Cho dù chỉ nhìn liếc qua một cái, Thiết Tâm Nguyên cũng phải chấn động, không ngờ dưới mảnh đất như bị ông trời bạc đãi này là một thiên đường. Mọi người nhảy xuống hang, không khí ẩm ướt mà ấm áp, dòng nước chảy không ngừng mang theo không khí tươi mới lưu chuyển trong hang, sự kỳ diệu này như một tác phẩm nghệ thuật chân quý. Các bạn đang nghe truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 507, Thiết Tâm Nguyên độc ác. Thiết Tâm Nguyên không lạ gì Khảm Nhi Tỉnh, trước khi tới Đại Tống y từng 3 năm uống nước ở Khảm Nhi Tỉnh rồi, nước giếng ngọt mát, nước sông mãi mãi không sao sánh được. Khảm Nhi Tỉnh là một công trình kiến trúc chứa nước lợi dụng nước ngầm dưới lòng đất, chủ yếu dùng để tưới tiêu ruộng đồng, một phát minh tuyệt vời ở vùng đất khô cằn này. Mùa xuân hạ vô số tuyết đọng và nước mưa chảy xuống sơn cốc, thấm vào trong hoang mạc,
mọi người lợi dụng độ dốc, khéo léo sáng tạo Khảm Nhi Tỉnh. Do chạy ngầm dưới lòng đất, Khảm Nhi Tỉnh sẽ không ảnh hưởng bởi thời tiết nóng lực hay cuồng phong mà bốc hơi, lưu lượng ổn định, đảm bảo nói tự chảy tưới nước vào ruộng. Nhưng Khảm Nhi Tỉnh trước kia mà Thiết Tâm Nguyên thấy sáng choang ánh đèn, có chiếc ghế cho người nghỉ ngơi, có biển chỉ dẫn bằng hai tiếng Trung Anh. Nơi này chỉ có một màu đen nghìn nghịt. Nhìn xương cốt tán loạn trong góc, e rằng cái Khảm Nhi Tỉnh này dùng không ít sinh mệnh hoàn thành. Thiết Tâm Nguyên quỳ bên dòng nước lẩm bẩm, tính toán sai rồi, số mã tặc ở mã tặc đồ hẳn là chính xác, nơi này có ít nhất 4-5 nghìn tên mã tặc. Mạnh Nguyên trực phốc ngụm nước ấm ấp lên uống, nơi này không biết có gì khiến lão già đó hao phí tâm lực lớn như vậy. Tâm tư của mã tặc, làm sao chúng ta hiểu, có lẽ phải đợi khi chúng ta già như lão ta mới biết vì sao Nhất Phiến Vân lại xây một cái Khảm Nhi Tỉnh cực kỳ lãng phí này. Sao lại lãng phí, có cái giếng này, nuôi sống vạn người không thành vấn đề. Thiết Tâm Nguyên cười nhạt, hừ, nơi này mấy chục dặm chỉ có đất vàng và đất cát, căn bản không thể trồng trọt được, nói cách khác, cái giếng này chỉ dùng để uống mà thôi. Ở nơi cực kỳ thiếu nước thế này, đây là sự lãng phí chí mạng. Khi hai người đang nói chuyện thì sâu trong Khảm Nhi Tỉnh ánh lửa lay động, Tham Báo thở hồng hộc chạy về, giọng chưa hết bàng hoàng, cuối, là một tòa thành. Thiết Tâm Nguyên giật mình, thành trì. Thế này thì, vượt ngoài dự liệu quá xa rồi. Vội vàng cùng Mạnh Nguyên trực chạy đi, chưa tới 10 dặm liền nhìn thấy một tòa thành xây dựa vào núi. Mặc dù chưa xây dựng xong, nhiều nơi vẫn đầy loạn thạch, tường thành mới chỉ xây một nửa. Vách đá đối diện có vô số cái hang như tổ ong, có vẻ đẹp nguyên thủy chấn động. Mạnh Nguyên trực nhìn một cái là biết chuyện hỏng rồi, người nơi này rất đông, chúng ta không đối phó được. Thiết Tâm Nguyên gật đầu, thắng thì không được, hủy thì rất dễ, chỉ cần phá cái Khảm Nhi Tỉnh này là xong. Nhưng Tây Hải, vứt bỏ hoàn toàn, đây không phải là nơi thích hợp cho người ở, chiếm được cũng không đáng. Mạnh Nguyên trực còn chút luyến tiếc, cái Khảm Nhi Tỉnh này rồi tòa thành giang dở kia, không biết bao nhiêu công sức mới làm được. Nếu không có Thiết Tâm Nguyên ở đây, hắn biết mình sẽ chỉ lặng lẽ rút quân chứ, không bao giờ có thể ra quyết định nhanh chóng và lạnh lùng như vậy. Người ta làm thủ lĩnh là hoàn toàn xứng đáng. Không phải Mạnh Nguyên trực có tâm tư xoán nghịch gì, chỉ là trước đây luôn có chút không phục, thế cũng tốt. Không còn nước thì bọn chúng phải rời khỏi nơi này tác chiến với chúng ta, ta chỉ lo ngươi sắp đi tới nơi rồi. Một dòng nước nuôi sống một mảnh đất, đó là miêu tả chân thực nhất về Tây Vực. Không ai dám, cũng không ai nỡ lòng đi phá một cái Khảm Nhi Tỉnh xây dựng hoàn thiện. Dù là tên mã tặc hung ác nhất cũng không làm thế, với người Tây Vực mà nói, đó là sự tôn kính tối thiểu với đấng sáng tạo. Đời sau người ta tính ra được khắp Tây Vực chỉ có hơn 5.000 dặm Khảm Nhi Tỉnh, gọi nó là kỳ tích công trình cổ đại sánh ngang vạn lý trường thành. Một kẻ không tin thần thánh, không có tín ngưỡng như Thiết Tâm Nguyên chẳng hề có chướng ngại tâm lý đó, Hạng Vũ cũng cho một mồi lửa thiêu trụi cung A Phòng đấy thôi, hủy đi xây lại là được. Các mật bị hủy hoại 3 lần mới xây được tường thành thực sự. Hủy nguồn nước là thủ đoạn đối phó với kẻ địch hữu, hiệu nhất, Thiết Tâm Nguyên không vì ai ai cũng coi trọng Khảm Nhi Tỉnh mà nương tay với nó. Nghĩ là làm luôn, sau khi cùng Mạnh Nguyên trực xác định hướng đi của Khảm Nhi Tỉnh, bọn họ lấp lại cái hố mình đã đào. Chỉ là Linh Dương chạy hết mất rồi. Tất cả Khảm Nhi Tỉnh đều thẳng, sau khi xác định cửa thoát nước, người đào giếng sẽ đốt một ngọn đèn sau lưng, rồi cứ thế đào vào cái bóng của mình. Ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình hủy đi cái Khảm Nhi Tỉnh dài mấy chục dặm. Trên đường trở về, Mạnh Nguyên trực luôn mồm quấy dày lỗ tai Thiết Tâm Nguyên, giờ hắn bị Tây Vực hóa nặng lắm rồi, chẳng còn giống người tống chút nào nữa. Thiết Tâm Nguyên đành phải dừng chiến mã, kiên nhẫn giải thích với Mạnh Nguyên trực và cả đám võ sĩ mặt nghiêm trọng. Cái Khảm Nhi Tỉnh đó chảy vào Tây Hải là một sai lầm, nó không bồi dưỡng ra được ốc đảo, không nuôi được bò dê, chỉ nuôi một đám mã tặc hung ác. Vì thế chúng ta phải hủy cái giếng tội ác đó, không có gì đáng tiếc, cũng không hề đắc tội với thần linh, các ngươi không thấy những bộ xương trắng dưới đó à? Nếu chúng ta không hủy cái giếng đó, làm sao người chết yên lòng? Sau này chúng ta sẽ đào một cái Khảm Nhi Tỉnh khác của chúng ta mà không trả giá bằng mạng người, đó không phải tốt sao? Lời của Thiết Tâm Nguyên không hề có được hiệu quả nên có. Người Tây Vực thực tế, nếu không nhìn thấy hiện thực trước mắt, bọn họ sẽ quật cường bảo vệ suy nghĩ của mình. Khi Thiết Tâm Nguyên tìm thấy giếng nước ở sau một ngọn đồi, chính mình chôn thuốc nổ xuống đó, châm dây dẫn cháy rời đi, nếu y tự mình làm,
e ra lệnh cũng có người từ chối. Đi được một quãng, tiếng nổ làm mặt đất rung chuyển, tất cả võ sĩ đều đau khổ nhắm mắt lại. Tầng đất vàng rất yếu ớt, giếng nước hình ống càng khuếch đại âm thanh, tiếng uỳnh uỳnh sụp đổ không ngớt vang vọng bên tai. Nước giếng nhanh chóng tràn ra, men theo triền núi tìm lối thoát, cuối cùng tụ lại vào trong một sơn cốc nho nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 508, nguy cơ sinh tồn của Chớ Mạt Thành. Các ngươi xem, nước không bị lãng phí, nó sẽ tiếp tục bồi dưỡng hoang mạc, ở nơi này sẽ mọc ra cỏ xanh, tới năm sau sẽ có chim thú tụ tập, sẽ có thương đội mệt mỏi dừng lại bổ sung nước. Thiết Tâm Nguyên liên tục độc thoại hồi lâu, nhưng không ai hưởng ứng làm y rất ngại ngùng. Mạnh Nguyên Trực không đành lòng nhìn Thiết Tâm Nguyên tiếp tục lúng túng, nhưng mà hắn mồm mép hắn còn chẳng bằng người ta, nói vào chỉ sợ phản tác dụng. Mãi mới có một võ sĩ trẻ rụt rè nói, tộc trưởng, mọi người sẽ tuyệt đối không đem chuyện ở đây nói cho người khác. Đúng thế, thuộc hạ sẽ giữ bí mật này xuống mộ. Người khác nói tiếp, tộc trưởng, sau này nếu đào khảm nhi tỉnh khác nhất định phải gọi thuộc hạ, phá một cái khảm nhi tỉnh phải đào 10 cái mới được bình an lên thiên đường, mọi người sẽ đào giúp tộc trưởng. Đúng thế, chúng ta cùng nhau đào giúp tộc trưởng. Nói tóm lại, cho dù Thiết Tâm Nguyên có trăm ngàn lý lẽ thì trong lòng những người này, y đã sai. Thiết Tâm Nguyên sắp cảm động rơi nước mắt rồi, xem ra sau này mình không đào 10 cái khảm nhi tỉnh là không xong. Thực ra y thích dùng ống đất nung nối với nhau dẫn nước hơn. Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ đã hoàn toàn thuần phục được Chớ Mạt Thành. Nếu như không phải thân thể cứ hơi cử động một chút là đau đớn thì hắn đã tổ chức một bữa tiệc linh đình để ăn mừng. Sau này không cần phải kể chuyện bi kịch giữa cha và mẹ nữa rồi, với hai người đã lên thiên đường mà nói, đoàn tụ đã là phần thưởng lớn nhất. Câu chuyện đó cha yêu cầu mình ghi trong lòng, khắc vào xương, không được quên dù chỉ một khắc, nhưng làm tuyên ngôn kể bao năm, Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ cũng không muốn kể nữa. Giờ tới mùa hè còn nửa năm, bất kể là vết thương do lửa hay do tên đều sẽ lành, tới lúc đó hắn tự mình đi, xem là cái trại gì mà giết chết được cha mình. Uống hai ngụm rượu nho, hắn nhớ ra mình không nên uống rượu, mở sàn nhà, đổ rượu xuống đó, nghe thấy tiếng rên rỉ, hắn phá lên cười, hắn thích nghe cái tiếng động của sự tuyệt vọng và thống khổ đó. Ngoài cửa đột nhiên có tiếng nổ lớn, run tay, cả cốc cũng rơi xuống hố, vội vàng đóng cơ quan, đi ra ngoài nhìn về phía vụ nổ. Tiếng động từ khảm nhi tỉnh truyền tới, Hồ Lỗ Nỗ Nhi ngay lập tức xác nhận xuất xứ của nó, vì mọi người đều nhìn về phía đó. Những tiếng uỳnh uỳnh như sấm rền vang lên những một tuần hương mới lắng xuống, Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ chết lặng. Rất nhiều người chạy như điên về phía cửa ra của khảm nhi tỉnh, đó là sinh mệnh của Chớ Mạt Thành, sao không khẩn trương cho được. Vừa tới gần nghe thấy tiếng vó dồn dập, đám mã tặc từ Thì Dương cung, đợi kẻ địch xuất hiện là giáng đòn sấm sét. Một cái bóng đen lớn vọt ra, tức thì mưa tên trút xuống ào ào, tổng cộng 8 bóng đen, bị bắn thành nhím. Lúc này bọn chúng mới phát hiện mình bắn chết 8 con linh dương, đang khi cả bọn nhốn nháo tranh luận. Làm sao linh dương vào được khảm nhi tỉnh kín mít thì một tên mã tặc phát hiện chuyện đáng sợ hơn, nước ở khảm nhi tỉnh ngày càng chậm. Hết nước rồi, tiếng hét của tên mã tặc đó tràn ngập tuyệt vọng, khiến cho ngay cả Hồ Lỗ Nỗ Nhi cũng nghe thấy rõ ràng, hắn hiểu ra. Tiếng động lớn khi nãy hẳn là tiếng khảm nhi tỉnh sụp đổ, bất lực nhìn lên trời, không còn sức mà la hét nữa. Cổ linh dương có dây thừng, chúng không phải là thú hoang, mà do người ta nuôi dưỡng. Như thế thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Đám người phá hỏng khảm nhi tỉnh rất có khả năng liên quan tới đám người kia. Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ vô cùng phẫn nộ, bao năm qua Chớ Mạt Thành sống quá bình an. Bao năm qua bọn chúng quá thuận lợi. Đến ngay cả sư tử vương A-Tát-Lan khét tiếng sa mạc cũng chỉ dám hoạt động nửa năm, khiến cho mọi người lơ là, mất hết tính cảnh giác. Mùa đông là lúc vạn, vật nghỉ ngơi, nhưng không phái lấy một người nào cảnh vệ vẫn không thể chấp nhận được. Năm xưa cha đắc ý nói, ai có thể ngờ Tây Hải cằn cỗi như địa ngục còn có một lại có một tòa thành huy hoàng, nhưng cha đắc ý quá sớm rồi. Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ thổi tù và, kẻ địch đã hủy khảm nhi tỉnh, tiếp theo sẽ là tập kích. Đám mã tặc như bị đánh gãy xương sống, bọn chúng ngây ra nhìn giếng không còn chảy nước ra nữa, có kẻ không cam tâm xông vào giếng xem xét, chẳng ai để ý tới cảnh báo chiến tranh. Thổi tới phát mệt, Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ ném tù và sang bên, hắn rất muốn dùng đao chém chết hết lũ ngu xuẩn vô dụng này.
Bọn chúng thực sự sống an nhàn quá lâu rồi, giờ thì thất bại của cha cũng không có gì khó hiểu nữa. Tới tận khi trời tối cũng không có kẻ địch đánh tới, tham báo phái đi không phát hiện bất kỳ ai, Khảm Nhi tỉnh bị sập hơn 6 dặm, nước trong giếng tràn ra chạy xuống chân núi thành cái hồ nhỏ. Hồ Lỗ Nỗ Nhi không tin bất kỳ lời nào của những kẻ ngu xuẩn đó, làm gì có chuyện Khảm Nhi tỉnh tự sập, làm gì có chuyện Hoang Nguyên Tây Hải không hề có lấy một bóng người. Ngày hôm sau, Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ bất chấp thương thế đích thân dẫn người đi điều tra. Dấu vết sinh hoạt mà đám người Thiết Tâm Nguyên để lại bị phát hiện không quá khó khăn, tất cả những tên mã tặc phụ trách gác đêm liền bị hắn chôn sống. Chớ Ma Thành không phải là tòa thành chiến tranh mà là nơi bố trí gia quyến của đám mã tặc, nơi an hưởng tuổi già của đám mã tặc cả đời cướp bóc. Nhất Phiến Vân nhờ vào việc có năng lực an bài cuộc sống yên bình cho thuộc hạ khiến toàn bộ mã tặc tôn kính. Đương nhiên, những gia quyến đó đồng thời cũng là con tin để ông ta khống chế đám mã tặc khó thuần phục. Bao năm qua, Nhất Phiến Vân bị các quốc gia bao vây truy quét không ít, nhưng dù bị đánh bại tan tác vẫn nhanh chóng quật khởi chính là nhờ Chớ Ma Thành. Mã tặc khác bị đánh tan một lần là phân rã mỗi, người mỗi ngã, riêng mã tặc của Nhất Phiến Vân là chúng quy tụ lại, rồi báo thù kẻ tấn công mình một cách tàn khốc, hành vi không khác gì đàn sói, đó là chỗ đáng sợ nhất của chúng. Giờ cuộc sống bình yên của Chớ Ma Thành đã hoàn toàn đảo lộn. Không có nước bổ sung từ Khảm Nhi tỉnh, ao nước cực lớn trong sơn cốc dần dần đóng băng. Dù có thể dùng lửa làm tan băng lấy nước uống, nhưng sơn cốc còn có rất nhiều bò dê, chiến mã, không thể đủ cho nhu cầu. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 509, Hứa Đông Thăng bi thảm. 1. Lão mã tặc Mã Y Tư nói với Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ đang đứng bên ao nước, "Vương, nhiều lắm là 3 ngày sau chúng ta sẽ không còn nước nuôi chiến mã nữa. Phải đi thôi, không đi thì khả năng không bao giờ đi được nữa, dù sao cuộc đời mã tặc là phải lưu lãng." Một lão mã tặc khác chất vấn, "Nhưng đi đâu? Chúng ta quá đông, đa phần là những người ở đây không có năng lực bảo hộ bản thân." Mã Y Tư trầm ngâm, "Ta nghe nói có người đang xây dựng lại cáp mật, nơi đó cách đây không quá xa, dù thế nào cũng phải vượt qua mùa đông hãng tính. Những người này đều là mã tặc đi theo Nhất Phiến Vân ngay từ ngày đầu, sau khi già cả không cầm đao được nữa đều sống an nhàn ở đây. Hồ Nỗ Lỗ Nhĩ quen biết họ từ nhỏ nên có phần nào tôn trọng." Mã Y Tư, "Ta không giấu ông, cáp mật rất nguy hiểm, cha ta dẫn quân đánh nơi đó mà mất tích. Tây Hải là nơi ẩn náu bí mật nhất trên đời này, giúp chúng ta bình an vượt qua vô số kiếp nạn, giờ đột nhiên gặp tai họa. Liên kết hai sự việc với nhau, rõ ràng hào kiệt phổ trong tay cha ta bị chúng phát hiện rồi." Một tên mã tặc cao lớn vỗ ngực, "Vương, cho thuộc hạ 1.000 người, lập tức chiếm cáp mập làm chỗ an thân cho mọi người." Đám mã tặc già nhìn nhau, còn ai thiện chiến hơn lão thủ lĩnh, vậy mà còn thất bại, kẻ khác đi ích gì, trước kia thất bại còn có thể chạy về Chớ Ma Thành lánh nạn, giờ thất bại lần nữa, liệu còn ai về? Hồ Lỗ Nhĩ cũng không thèm trả lời tên mã tặc trẻ, ôm Mã Y Tư thương tâm, vỗ vỗ vai an ủi lão mã tặc từng bế mình trên tay khi còn nhỏ, về sơn động của mình. Mã Y Tư đem tin tức tất cả mọi người phải rời Chớ Ma Thành truyền đi, thế là tiếng khóc lóc của nữ nhân trẻ nhỏ vang khắp sơn cốc. Hồ Nỗ Lỗ Nhĩ nằm trên cái giường đầy lông thú ấm áp mềm mại, đôi mắt ảm đạm giờ ánh lên một cách phấn khích. Từ khi sinh ra hắn đã theo cha sống trên lưng ngựa, quanh năm lưu lãng khổ cực, mở mắt ra không thấy người chết thì cũng là cát vàng cùng hoang mạc vô biên. Hắn không phụ sự trông đợi của mọi người, bất luận thủ đoạn hay sự tàn nhẫn đều không kém cha mình, ai cũng cho rằng tương lai hắn sẽ thành mã tặc vương. Dẫn vô số kỵ sĩ tràn qua sa mạc, hủy diệt tất cả chướng ngại trên đường đi, khiến ai nghe thấy tên cũng phải run rẩy, nhưng không ai biết hắn thực sự muốn gì. Nếu được, Hồ Lỗ Nỗ Nhi muốn sống ở nơi không có cát bụi, hắn muốn xây trạch viện lớn ở thành thị phồn hoa nhất, để mở mắt ra là thấy ca cờ mỹ lệ, thức ăn ê hề, chứ không phải là nghĩ xem hôm nay đi đâu kiếm cái ăn, phải giết ai, lúc nào cũng phải ứng phó với quan binh. Trước kia nếu làm chỉ nghĩ thế thôi cũng sẽ bị cha hắn quất roi lên lưng, sẽ bị Hồng Ma, Tái Nghĩa Đức, Ất Mã, Lôi Mông Tư chế nhạo, còn phải đề phòng chúng tạo phản. Hiện giờ không cần nữa, đầu mục lớn nhất là Mã Y Tư, người mà mình lớn lên trong lòng, ông ta thương mình còn hơn cha, tuyệt đối không phản đối chuyện mình làm. Ông ấy có thể làm quản gia trung thành, còn về phần đám Hồng Ma. Ha 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 ha,
Hồ Nỗ Lỗ Nhĩ không nhịn được cười phá lên. Giờ đã tới lúc mình gọi tên người Tống thú vị kia tới rồi, có hắn dẫn đường, nướng Tống Phồn Hoa chỉ còn cách một bước chân nữa thôi. Dù Chớ Mạt Thành có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới một nhóm người có cống hiến lớn với tòa thành này. Đó là nô lệ, bọn họ chỉ có một mối bận tâm duy nhất, hôm nay có kịp tiến độ để không bị đòn roi hay không. Ngày nào cũng như ngày nào dùng búa đục hang động là việc duy nhất của bọn họ. Hôm nay khác rồi, nước trong thùng không phải là nước trong vắt mà là băng vụn. Một nô lệ tên nô lệ cao lớn vạm vỡ ngừng tay, nhận lấy nửa cái bánh khô đen xì xì từ cai ngục, đưa tay như móng gà mò một cục băng cho vào mồm, ngậm tan ra, cắn một miếng bánh nhai kỹ. Mái tóc dài xám cho rũ xuống làm vướng víu, thế là hắn túm bừa lại thành một cục sau đầu, lộ ra khuôn mặt hốc hác, xương gò má nhô cao, làm vết thương vốn không rõ ràng lắm trở nên dữ tợn. Thấy cai ngục đi rồi, hắn ăn càng nhanh, hai hàm răng vàng khè như cối xay, chẳng mấy chốc nghiền nát cái bánh cứng đờ nuốt vào bụng. Chút thức ăn như thế không đủ cho hán tử cao lớn như hắn, thế là hắn nhìn cái bánh trong tay một nô lệ già ăn một nửa, vội run run dâng lên. Hắn vẫn ăn chưa no, nhưng mà không thể cướp thức ăn được nữa, những kẻ kia đã bị cướp mấy ngày trước đó, nếu tiếp tục cướp, bọn chúng sẽ chết đói. Hôm nay ăn của ngươi một cái bánh, đợi lão tử thoát ra sẽ cho ngươi một con dê nướng, loại nặng trăm cân ấy, không phải dùng thứ gầy trơ xương lửa các ngươi. Hán tử có chút xấu hổ, lớn tiếng nói với toàn bộ số nô lệ khác, nô lệ già quen với việc bị cướp thức ăn rồi, vớt băng nhai rào rạo. Cố ăn thêm nhiều lấp đầy cái bụng rỗng, không thoát được đâu, ta đã ở đây 20 năm, trốn 3 lần đầu bị bắt lại. Các ngươi không nghe thấy tiếng động lớn hôm qua à, không thấy hôm nay đưa tới là băng mà không phải nước à? Một tên nô lệ sợ bị cướp thức ăn nuốt trợn nuốt trạo nói, tiếng động lớn chắc là núi lở, mang, băng tới vì cai ngục lười. Đập vỡ băng càng phiền hơn, tiếng động kia ta nghe không rõ, nhưng rất giống thiên phạt của huynh đệ ta. Lúc ăn uống là giờ nghỉ ngơi hiếm có, hán tử thấy không ai quan tâm tới lời của mình, kéo áo chặt hơn, dựa vào vách tường ngủ. Nếu lúc bão đen tới mình không bỏ trốn mà ở lại cùng tiểu tử đó, chắc sẽ khá hơn bây giờ. Hứa Đông Thăng không ít lần nghĩ như thế, hắn chạy khỏi cáp mật, trốn người khiết đan lại đâm đầu vào vòng vây của đám mã tặc, dù dâng lên vàng lên, vẫn không thoát được vận mệnh nô lệ. Nửa năm qua tận mắt nhìn huynh đệ, thân tộc chết đi, Hứa Đông Thăng đau khổ vô cùng, nay giờ chỉ còn lại hắn thôi. Cái tên vương tử mã tặc bị mình lấy sự phồn thịnh của Đông Kinh làm mê mẩn đã 3 tháng rồi không thấy đâu nữa. Đáng tiếc bị lão mã tặc hung hãn phát hiện, dùng roi bóp nát hy vọng của mình. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 510, Hứa Đông Thăng bi thảm. 2. Ồ, Ôn Nhu là mồ chôn anh hùng, Hứa Đông Thăng biết điều ấy, nhưng hắn không thấy mình có nghĩa vụ nói cho tên vương tử mã tặc biết. Dù là kiêu hùng hay anh hùng, bọn họ có chung phẩm chất trọng yếu là ý chí kiên cường sắt đá, thứ này lão mã tặc vương có, tên vương tử mã tặc không. Thấy nhiều loại hoàn khố rồi, ba nhi tử của mình cũng là thứ đó, nhưng chúng muốn gì, suy nghĩ gì, Hứa Đông Thăng biết rõ. Bọn chúng đều không ngốc, ngược lại còn thông minh tài cán, nhưng bọn chúng cho rằng nỗ lực phấn đấu và sống tích cực chỉ với mục đích hưởng thụ, không hề có hùng tâm tráng trí gì, vì thế quá dễ lay chuyển. Ba đứa nhi tử đó lúc này đang ở kinh triệu phủ ăn chơi hưởng thụ, không biết cha mình phải dựa vào bản lĩnh ẩu đả, bắt nạt cả người già mới lưng lửng bụng. Hai tên mã tặc đột nhiên xông vào, thô bạo xách Hứa Đông Thăng ra ngoài. Hứa Đông Thăng không biết xảy ra chuyện gì, miễn cưỡng nịnh nọt, hai vị anh hùng mang ta đi đâu thế, cẩn thận ta làm bẩn quần áo trên người. Tên mã tặc căm ghét đẩy ra, đi được thì tự đi, vương muốn gặp người. Hứa Đông Thăng không khác gì trúng một cú đấm mạnh, lão già đó sớm muốn giết mình rồi, thở dài nhìn còng dưới chân. Hắn dùng đục đứt rồi, nhưng vì cẩn thận để lại một ít, đợi có cơ hội đập thêm một búa là thoát. Chỉ còn thiếu một búa, đây là số mệnh. Thế nhưng Hứa Đông Thăng không phải loại dễ buông tay, nụ cười của hắn không giảm, hai tay đưa lên đầu dùng sức vò lại tóc mai, buộc lại kiểu tóc người Tống, lát nữa dù chết, cũng không để tổ tiên chịu nhục. Thế nhưng phúc họa là thứ luôn khó lường. Khi Hứa Đông Thăng miệng uống sữa trâu ấm áp, người đắp lông thú dày, chân ngâm trong nước nóng, thì đầu óc hắn lại trở nên mơ hồ. Mã tặc làm gì có thói quen cho cơm chặt đầu,
Tòa thành đó thực sự không bao giờ ngủ như ngươi nói. Giọng nói từ trong đống lông thú truyền ra làm Hứa Đông Thăng muốn bay lên. Khổ tận cam lai rồi. Tên vương tử thành Mã Tặc Vương, lão già chết rồi. Hứa Đông Thăng cực lực kiềm chế niềm vui trong lòng. Vương, chỉ người thực sự tới Biện Kinh rồi mới hiểu được. Ngôn từ hoa lệ không bao giờ miêu tả hết. Ca vũ mỹ thực là thứ hưởng thụ thấp kém nhất thôi. Có câu ngủ với mỹ nhân không bằng nhìn mỹ nhân không bằng nhớ mỹ nhân. Đợi vương tới đó tự mình cảm thụ rồi mới đánh giá được. Dù sao những gì cần kể đã kể hết rồi, còn lại để đầu óc hắn tự tưởng tượng ra còn tốt hơn nhiều. Đồng thời Hứa Đông Thăng cực lực kiềm chế mình không đưa tay ra lấy thức ăn, đang ăn uống khắc khổ chuyển sang cá thịt ê hề thì chỉ có sinh bệnh, nên hắn uống ực một ngụm sữa trâu. Vương, nếu sáng mai chúng ta lên đường, 3 ngày sẽ tới núi Sa Thạch, 10 ngày tới được Sa Châu Tây Hạ, 20 ngày tới Cam Châu, 1 tháng sau tới Lan Châu nằm ở giao giới Tống và Tây Hạ. Tiếp theo, chỉ cần nửa tháng là đến được Kinh Triệu Phủ của Đại Tống. Tại hạ kiến nghị chúng ta ở lại Kinh Triệu Phủ nghỉ ngơi, cảm thụ phong hoa Đại Tống, như thế khi đến Đông Kinh Biện Lương đã thuần thục cách hưởng thụ hồn hoa Đại Tống. Hồ Nỗ Lỗ Nhĩ từ từ ngồi dậy, cắt ngang lời Hứa Đông Thăng, được, mai chúng ta xuất phát. Hả? Hứa Đông Thăng há hốc mồm, mai đi luôn. Quyết định đơn giản thế sao? Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ trường bào người Tây Vực, Hứa Đông Thăng vẫn không dám tin mọi chuyện thuận lợi như vậy. Thân là thương nhân kiêm cương đạo, hắn biết không bao giờ tin tưởng vào những thứ có được quá dễ dàng, kể cả khi vận may từ trên trời rơi xuống. Tìm thấy vàng là minh chứng rõ ràng, thế nên khi xương bả vai đau nhói, đó là vì một lão mã tặc dùng xiên thức ăn đâm vào, Hứa Đông Thăng không bất ngờ, cắn răng nhịn đau. Hai tên mã tặc cường tráng ấn hắn xuống ghế, lão mã tặc lấy ra dây xích bạc, thô bạo bập vào cái lỗ vừa mới đục, cạch một tiếng khóa lại. Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ cười vui vẻ, ngươi là thương nhân, ta biết mục đích của ngươi là phát tài, nay ta cho ngươi cơ hội phát tài. Tiền đề là ta có thể yên ổn ở lại Đông Kinh, tới khi đó ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn, hai bên không nợ ai nữa. Hứa Đông Thăng buông lỏng cơ thịt để giảm bớt cơn đau, nên như thế, nếu ta là vương sẽ còn làm quá đáng hơn. Vương, nếu còn biện pháp cấm chế nào thì hãy dùng hết đi, chuyện này trọng đại, cẩn thận thế nào cũng không hề quá. Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái. Hồ Nỗ Lỗ Nhĩ hài lòng, ngươi hiểu là được rồi, sợi xích này sẽ khóa ngươi và Mã Y Tư với nhau. Cả hai đồng sinh cộng tử, hôm nay ngươi phải chịu bao nhiêu cực khổ, ngày sau sẽ có thu hoạch lớn bấy nhiêu. Trả vàng của ta lại đây. Xác định đúng vị trí của bản thân, Hứa Đông Thăng đưa ra yêu cầu đầu tiên, Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ lắc đầu cười nhạo, phất tay, một tên mã tặc đẩy Hứa Đông Thăng đi vào. Sâu trong sơn động, tới trước một cánh cửa lớn, đốt đuốc đẩy hắn vào. Hứa Đông Thăng tức thì lóa mắt, cả đời hắn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bảo thạch, nhiều hoàng kim, nhiều món đồ ngọc tinh xảo như thế, quá nhiều đủ dùng ngôn từ hình dung. Hắn dám khẳng định, quốc khố Đại Tống cũng không thể nhiều tiền tài thế này, nếu đem toàn bộ những thứ này về Đông Kinh, tức thì làm náo loạn giá cả thị trường. Hắn cũng nhìn thấy ba cái dương của mình chìm nghỉm trong đống vàng lấp lánh, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Gian nan nuốt một ngụm nước bọt, lẩm bẩm, có số tài phú này mà không mang tới Đông Kinh tiêu thì quá lỗ. Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ xuất hiện sau lưng Hứa Đông Thăng, nhìn kho báu của mình chẳng có cảm xúc gì, ta cũng nghĩ như thế. Ở Tây Vực, cho dù ta có nhiều tiền tài hơn nữa cũng chỉ có thể chất đống lên để nhìn như thế này thôi, chẳng ích lợi gì. Hứa Đông Thăng quay lại, tay để trước ngực cúi mình trước Hồ Lỗ Nỗ Nhĩ, dùng nghi lễ tối cao chân thành nói, vương, xin cho kẻ thấp kèm này được hiệu chung với người. Hồ Nỗ Lỗ Nhĩ ngửa mặt cười cực kỳ sướng khoái. Các bạn vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.